đấy, và bây giờ không mua được cả nước lọc, không mua được giấy vệ sinh và không mua được cả gạo các bạn. Không mua được nước lọc ngày hôm nay ở Nhật nó là thật nha các bạn. Sau cảnh báo siêu động đất ở Nhật, người dân đổ xô mua lương thực tích trữ khiến nước đóng chai cháy hàng khan hiếm. Vừa qua, nhiều thanh niên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản đã liên tục đăng tải những đoạn clip chia sẻ về tình trạng thiếu hụt những sản phẩm thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là nước lọc, giấy vệ sinh và gạo. Được biết, ngay sau khi cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản ban hành thông báo cảnh báo siêu động đất có thể xảy ra, người dân tại đất nước này đã đổ xô đi mua lương thực để tích trữ. Trong đó, sản phẩm được săn lùng và khan hiếm nhất chính là nước uống đóng chai. Theo chia sẻ của nam thanh niên trong đoạn clip, nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị hầu như đã không còn nước lọc đóng chai. Một số nơi khác thì bán một cách hạn chế theo quy định với từng người, cho từng hóa đơn mua hàng, do tình trạng mua sắm không ổn định của người dân. Không còn một chai nào. Những loại nước trà cũng còn rất là nhiều nhưng mà nước lọc không còn một chai nào. Như đấy thực sự mình rất là hoang mang các bạn, bởi vì nhà mình thì hết nước, mà nhà mình thì có trẻ con nữa. Bây giờ mà hết nước thì lấy gì ra mà uống? Chưa nói đến cái việc là nếu mà xảy ra động đất thật ra thì thực sự là không có nước luôn. Có khi mà mình đi đến cái siêu thị thứ 6 rồi ấy, thì đến cái hiệu thuốc nó mới có bán cái chai nước này. Cái chai nước này là chai nước 500ml nha các bạn. Ôi mình nhìn thấy cái này, ôi máy thế vẫn còn nước. Ôi mình nhặt đâu chục chai vào trong cái giỏ. Đang ra thanh toán thì thấy cái dòng chữ đó là một người chỉ được mua 3 chai. Hoang mang rồi đấy, bắt đầu hoang mang thực sự rồi đấy. Sau đó thì mình có việc đi vào trong cái cửa hàng con thỏ ấy, là cái Nishimajiya hay bán đồ trẻ con ấy. Thì mình phát hiện ra là ở trong đấy người ta cũng có bán nước các bạn ạ. Đây, mình đã mua một cái chai nước 2 lít. Cái chai nước này thì để dành cho trẻ con pha sữa. Đã lấy 6 chai mang về luôn. 6 chai nước, 1, 2, 3, 4, 5. Một chai vừa nãy giờ đấy. Đấy, mình đã tranh thủ kiếm được 6 chai nước này với một cái chai nước mua ngoài, hai cái chai nước mua ngoài combini với một chai trà. Quên, kia là một thùng trà đấy nha, một thùng trà không có nước lọc nên phải mua trà thay vào. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết có khả năng xảy ra một trận động đất lớn sau trận động đất có độ lớn 7.1 ở phía nam Nhật Bản vào ngày 8 tháng 8 khiến 14 người bị thương. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng rủi ro vẫn còn thấp dù đang tăng lên. Bộ Nông nghiệp và Thủy sản Nhật Bản kêu gọi người dân hạn chế tích trữ hàng hóa quá mức. Mặc dù vậy, với tâm lý lo lắng sau động đất, sóng thần sẽ xảy ra tình trạng mất nước sạch và mất điện. Thế nên người dân vẫn thi nhau đổ xô đến các cửa hàng, siêu thị, trang mua sắm điện tử để tích trữ lương thực cần thiết cho bản thân và cho gia đình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.